Ok mọi người ơi, mình sẽ trở lại với livestream nhá. Tiếp tục với trận đấu hiện tại và tỷ số 19-16 cho cặp đôi bên phía Việt Nam. Cú đầu tiên, Phạm Thị Khánh và Đinh Thị Phương Hồng, cố lên. Nhanh. 18-19, cơ hội là vẫn còn. Nhảy đập rất uy lực đến từ vận động viên bên phía nhảy đập. Đẳng cấp của những vận động viên chuyên nghiệp sẽ được thể hiện ở những tình huống này. Đập cầu của Gông Kim Trung. Ép cầu đi. Vẫn còn. Ép cầu của Phạm Thị Khánh à. Tình huống cầu diễn ra đang rất hấp dẫn và giằng co. Liên tục là tình huống tấn công và phòng ngự đổi chéo từ hai bên và họ. Và liệu họ tận dụng được game boy này không? Đập cầu, rất tốt. Tình huống ghi điểm trong set đầu tiên của Phạm Thị Khánh. 1-0 cho Việt Nam. Có trận Đông Nam đây nhỉ? Thì hết, 1-0 cho cặp đôi bên phía Việt Nam. Công đi Phạm Thị Khánh. Đập cầu. Phạm Thị Khánh đang có tình huống đập cầu hơi bài. Chỉ cần phải đập. Rất sát lưới. Phương Hồng giao cầu rất sát lưới. Đúng rồi, chị anh em mất cái phần draw thi đấu ở cái đoạn này em không biết tên được. Cầu đi ra ngoài rồi. Cảnh từ Hồng Kông đang gặp những khó khăn nhất định khi đối đầu với cặp đôi của Việt Nam với sự góp mặt của Phương Hồng vô cùng kinh nghiệm. Phương Hồng đang chủ động lên lưới, vẫn còn. Rất tốt đến từ Phạm Thị Khánh. Chị Đinh Thị Phương Hồng đang thực sự thể hiện được đẳng cấp của một người đàn chị. Không được rồi. Nam gặp Wong Chin Chung với cả Yêu gì. Hai chị đến từ Hồng Kông. Phương Hồng. Phạm Thị Khánh mình cảm thấy chị không hợp lắm với cả vị trí tấn công. Chị đập cầu rất bay. Và đập nó bị cao ấy. Đập rất cắm. Họ thường bị hơi tâm lý trong không bỏ mẹ xung đơn ôn nam trận đấu số 3 ôn dắt. Vẫn còn. Hãy nhanh hơn. Phạm Thị sẵn sàng lên lưới để dồn ép ngay. Nếu như có một chút lơi lỏng đến từ cặp đôi Việt Nam. 8-7 cho Hồng Kông. Quá tốt. Okay. Xem rau giết gì đây. Biết mỗi quân chiến chung biết rau gì. Quay bỏ anh có. Anh vừa thấy anh dùng à đây. Để ở cuối rồi. Đi trang. Ôi chim chung ở đây rồi. Cặp đôi bên phía Hồng Kông mình chỉ biết tên một vận động viên thôi, Wong Chin Chung. Còn tay Việt Nam chúng ta đang rất cần một chiến thắng trong chiều ngày hôm nay thôi nhé. Đập cầu rất tốt. Rất tốt. Lợi thế cho các vận động viên Việt Nam để khai thác vào. Văn Hùng đâu? Kìa trời ơi, đây. Yeo Mo Jin là vận động viên nhảy đập rất là găm.
và chịu trách nhiệm chủ yếu về việc tấn công bên phía Hồng Kông trong chủ yếu trong trận đấu. Ai sẽ là người lì đòn hơn đây? Đập cầu. Phạm Thị Khánh bắt đầu đập cầu cám hơn. Rất tốt. Cầu đi ra ngoài. 15 đều. Quá cân bằng. Rất tốt. Đình Thị Phương Hồng. Ra ngoài rồi. 17-15 rồi. Rất tốt. Dồn ép. Tiếp tục là dồn ép. Phạm Thị Khánh. Chiến thắng đang đến gần hơn đối với cặp đôi Việt Nam. Và sau trận đấu này, nếu như hai chị chiến thắng, mình sẽ xin ra chụp ảnh. Cầu đi ra ngoài. Rất tốt. Không được rồi. Cách biệt là 3 điểm. Cách biệt rất an toàn. Nhưng không có gì có thể nói trước cả. Quá may mắn. Đã hay lại còn may đi. Phòng ngự rất chắc chắn và tình huống phòng ngự chắc chắn của Phạm Thị Khánh đã khiến cho Wang Chiên Trung đánh lỗi và chiến thắng 2-0 dành cho hai vận động viên đến từ Việt Nam.